Chào buổi sáng tất cả mọi người, mình sẽ lại đến nhanh đến thông tin tình hình dịch COVID sáng ngày hôm nay ngày 12 tháng 8 bao gồm những nội dung như sau. Thì sáng ngày hôm nay Bộ Y tế vừa công bố thêm Bến Tre có 15 bệnh nhân mới, nâng tổng số ca được Bộ Y tế xác nhận mà số bệnh nhân đến ngày hôm nay là 1.215 ca. Và các tỉnh lân cận Bến Tre bao gồm như Tiền Giang hiện nay là 3.626 ca, Long An là 12.609 ca và Trà Vinh là 572 ca, Đồng Tháp là 4.346 ca và Bạc Liêu là 68 ca, Vĩnh Long là 1.446 ca. Và thông tin tiếp theo chính là vừa qua ngày hôm qua, ông Bí thư tỉnh Bến Tre, ông Lê Đức Thọ có chỉ đạo như sau. Thì tình hình chung là dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, chúng ta cần có thời gian và nguồn lực để đẩy lùi dịch bệnh. Phương châm bây giờ là phải thần tốc, quyết liệt, hiệu quả. Phải đánh chắc, thắng chắc, mạnh từ dưới mạnh lên, chặt từ trong ra ngoài. Phòng chống dịch cần có trọng tâm, trọng điểm. Trong các ngày tới, vẫn phải tăng cường tuyên truyền và thực hiện triệt để. Người cách ly với người, ấp khu phố cách ly với ấp khu phố, phường cách ly với phường, huyện cách ly với huyện. Thứ hai là phải thực hiện 5K. Thứ ba là đẩy nhanh tiêm vaccine, nhất là cho các đối tượng tuyến đầu và nhân dân. Thứ tư là tập trung cho việc nâng cao hiệu quả duy trì, hạn chế tử vong. Thứ năm là ứng dụng công nghệ trong quản lý, kiểm soát phòng chống, có kế hoạch phối hợp đón dân về chu đáo và kiểm soát chặt chẽ không để lây lan. Thời gian không cho phép chúng ta lùi nữa. Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với thành phố Hồ Chí Minh, chậm nhất là ngày 15 tháng 9, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An chậm nhất là cuối tháng 8, đầu tháng 9. Các tỉnh còn lại trong đó có Bến Tre chậm nhất là 25 tháng 8 phải đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh. Với tinh thần đó, tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, mọi người dân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, quyết tâm kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Đó là chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ. Và thông tin tiếp theo chính là giấu ma túy trong túi đồ nhờ chốt kiểm soát gửi giùm bạn bị công an bắt. Thì lúc 1 giờ trưa ngày hôm qua, Trần Duy Phong sinh năm 1985, ngụ phường 6 thành phố Bến Tre, điều khiển xe mô tô xin qua chốt kiểm soát chống dịch Covid-19 của công an phường 6 nhưng không được giải quyết. Thì sau đó Phong có gọi nhờ người quen phía bên kia chốt đến nhận túi đồ và nhờ cán bộ công an chuyển giùm. Thì qua kiểm tra túi đồ của Phong, công an phường 6 phát hiện có một gói ni lông được dán kín nghi là ma túy. Thì qua làm việc với Phong khai nhận gói ni lông này chứa heroin. Cách đây 2 ngày Phong đã mua hai gói này của một đối tượng không rõ danh tính ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và đã sử dụng hết một gói. Nay định đưa gói còn lại cho một con nghiện khác ở phường 5 để sử dụng. Vụ việc đã được bàn giao cho công an thành phố Bến Tre và tiếp tục điều tra làm rõ. Và thông tin tiếp theo chính là ngày hôm qua, thị trấn Chợ Lách đã nhận được 5 tấn rau củ. Thì đại diện Ủy ban Nhân dân thị trấn Chợ Lách, ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã chỉ đạo các cấp, các khu phố là phải phân phát hết đến hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Thì cũng qua đây thì Chợ Lách cũng cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ, đã hỗ trợ người dân trong thời gian cách ly tại thị trấn Chợ Lách. Đây các bạn nhìn thấy đó là đây là 5 tấn rau củ của các mạnh thường quân. Và thông tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre sáng ngày hôm nay ngày 12 tháng 8. Thì sáng ngày hôm nay Bến Tre ghi nhận thêm 10 ca mắc mới, bao gồm là Ba Tri là 7 ca, là ở An Hội là 5 ca, thị trấn là 2 ca, ở Tân Phước và Tân Thủy. Mỏ Cày Nam là 3 ca, gồm Tân Quế Đông B, xã Minh Đức, Phú Trạch 2, xã Cẩm Sơn và Phước Hảo, xã Bình Khánh. Thì trong khu cách ly và phong tỏa là 8 ca và phát hiện ngoài cộng đồng là 2 ca. Thì 2 ca ngoài cộng đồng là hai tài xế vận chuyển hàng hóa đi test nhanh thì dương tính, chưa được cách ly y tế trước đó ở Minh Đức và Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam. Thì tính đến sáng ngày hôm nay, Bến Tre có 1.234 ca dương tính. Thì con số này khác với con số vừa rồi của Bộ Y tế. Thì đến ngày hôm nay rất là nhiều bạn rất là thắc mắc tại sao các số liệu hai bên lại khác nhau. Thì mình cũng nói rồi, thì các số của Bộ Y tế là phải đợi Bến Tre đưa thông tin lên và Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân, cho nên luôn luôn ở địa phương là sẽ sớm hơn Bộ Y tế một ngày. Thì con số ca tử vong tính đến ngày hôm nay là 22 ca và cộng dồn ra viện là 475 ca. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.